Đá thạch anh vàng giúp năng lượng tích Kuwase cho người đeo may mắn tài lộc phú quý. Sichin, thạch anh vàng, được tìm thấy trên khắp thế giới ở những nơi như Hoa Kỳ, Madagascar, Pháp, Tây Ban Nha và Brazil. Nó phát triển trong đá núi lửa dưới dạng tinh hốc và có màu từ vàng nhạt đến màu hổ phách rất đậm. Mục đích sử dụng tốt nhất, năng lượng tích cực, sự tự tin, sáng tạo và bảo vệ. Viên đá gắn liền với thành công tài chính rực rỡ trong làm ăn, kinh doanh. Viên đá cũng khuyến khích năng lượng hào phóng, giúp đỡ và biết cho đi hơn trong cuộc sống. Cách sử dụng Sichin để cầu may. Sichin thường được đeo trong đồ trang sức như vòng tay, dây chuyền và hoa tai. Một cách khác là mang nó bên mình suốt cả ngày hoặc đặt nó xung quanh nhà hoặc văn phòng của bạn để tránh những ảnh hưởng tiêu cực.